Chiều nay, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị Đảng ủy mở rộng sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thành phố đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đã tập trung chỉ đạo xác lập đấu tranh thành công 8 chuyên án, 75 kế hoạch nghiệp vụ, 12 kế hoạch cao điểm tấn công tội phạm, bắt giữ 423 vụ với 476 đối tượng, một vụ và một công ty phạm tội và vi phạm pháp luật, khởi tố 79 vụ với 132 đối tượng phạm tội về ma túy, một vụ án về buôn lậu xử phạt vi phạm hành chính 236 vụ với 328 người, chuyển giao cơ quan có thẩm quyền 18 vụ với 22 đối tượng, tịch thu tang vật xung công quỹ nhà nước trị giá trên 54 tỷ đồng. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xử lý có hiệu quả các tình huống vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn. Công tác xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng được củng cố vững chắc. Công tác xây dựng đảng được tăng cường, tích cực tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần ổn định đời sống nhân dân. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thành phố giữa nhiệm kỳ qua và đề nghị trong thời gian đến tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là chúng ta phải làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Đây là một cái bài học. Đây là bài học từ trung ương đến cơ sở, phải làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng. Và đảng bộ của chúng ta phải là thật sự trong sạch vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực. Vấn đề thứ hai là đề nghị các đồng chí là chủ động triển khai các cái biện pháp để ngăn ngừa và đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Và từ sớm, từ xa, không có bị động bất ngờ. Thứ ba là quyết liệt hơn nữa đấu tranh với các loại tội phạm trên cái vùng biên giới, buôn lậu, gian lận thương mại qua các cái cửa khẩu trên biển. Thứ tư là tập trung là nâng cao chất lượng công tác liên lạc hỗ trợ nhân dân trên biển. Đúng, thứ năm đó là những cái mô hình về toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, rồi những cái đề án mà các đồng chí triển khai ấy, thì trong đó có cái đề án mà của thành phố như 503 có bộ ngang, rồi nông thôn mới, đô thị thông minh, các đồng chí tiếp tục triển khai có hiệu quả và tham gia tích cực trong công tác phòng chống lụt bão, thiên tai, cứu nạn cứu hộ trên biển.